Nhiều cái gì? Tại mình thấy tội nghiệp quá. Thì bên phong tục của người Khmer là vậy nếu quý vị. Khi người ta thiêu á, mà bên chùa Đà Bà bị người ta ăn cắp bán cái liệu, mà xương nhóc ở trong người quý vị. Chào quý cô chú và anh chị, hôm nay mình đang có mặt tại lò hỏa táng ở chùa Tà Bà quý vị. Thì lúc hổm mình thấy lúc mà nội của sư nhỏ bị mất là thiêu đây nè, rồi mình thấy có nhiều xương người ta đùa xuống cái đống tro dưới đó đó quý vị. Như ở bên đây nè, bên đây ít hơn, bên kia rất nhiều luôn. Còn ở trong cái lò thì người ta làm sạch sẽ hết rồi, mà người ta đùa xuống đó đó. Hôm nay mình đến để mình lượm, mình để vô cái quách thôi quý vị. Cái quách lúc trước mình mua mình để đây nè. Thì mỗi cái lò thiêu thì mình để cái quách. Rồi khi nào mình nhặt xương đầy á, đầy cái đầu mình mua thêm cái quách nữa, mình để lại nữa. Mình nhặt mấy cái xương. Để vô đặng có chỗ sạch sẽ, xương ở dưới này trắng nhóc hết trơn nè quý vị. Ở bên đây nữa. Rất nhiều luôn nè quý vị đó nè. Mình kiếm đồ mình đựng cái mình nhặt cái xương để vô cái quách. Lấy cái này đựng đỡ rồi, lấy cái nồi hút rác này. Chứ ở đây không có cái gỗ cái thao gì hết, mình xuống đó mình nhặt cái mình lấy. Tại mình thấy tội nghiệp quá. Thì bên phong tục của người Khmer là vậy nếu quý vị. Khi người ta thiêu á, người ta thiêu, người ta đốt xong cái người ta lấy chừng 100-200 gram gì à, để dừa vô cái hũ cho cốt á, nhỏ xíu vậy đó, cái rồi còn nhiêu đã bỏ hết, đâu không có lấy. Mình thấy bỏ vậy tội nghiệp quá. Thôi mình nhặt lại để vô cái quách cho người ta. Kiếp người thì còn có lần cuối chết mà xương cốt bỏ vậy thấy tội. Xương to không nè. Cái này ở trong này làm như hồi sáng này, hồi tối này mưa hết vậy. Quá nhiều luôn quý vị. Cái này là chỗ cù lẳng. Cục xương của ông Quyển nó nặng ịch luôn quý vị. Nặng hết biết nặng này. Nhưng mình nhặt rồi cái đầu mình lên đốt nhang. Như bên người Việt mình đó, khi
Ông bà mất lâu năm muốn lấy cốt á, thì cũng nhặt hết luôn, đâu có bỏ. Kiếm từng miếng vậy bỏ vô quách. Mà bên người Khmer, người ta nghĩ là chết là về với đất, cát bụi. Cho nên người ta không có nhặt hết cái gì. Mấy cái chùa kia mình cũng có để. Chùa Nam Mê Lơ, chùa Thiết, chùa Rô. Rất nhiều luôn nè quý vị. Mình nói mình mua bao tay thế, mình trồng vô đây nè mà quên hoài. Trồng bao tay tùm lum mà không có nhớ, tại vì khi đi tình cờ thấy nhiều quá mình nha, cho nên không có bị chuẩn bị trước quý vị. Như hôm nay cũng như không có tính không có vô đây nhà, nhưng mà đi vô tới đây thì mình nhớ lại bữa hổm gặp ở đây sương nhiều quá nè, thôi nhặt giúp mọi người luôn. Bự bự không? Người Việt Nam á, nhặt cốt và để vô quách rồi đem chôn. Còn bên người Khmer thì người ta để trong cái tháp đó quý vị. Mà khi nhặt đầy cái quách rồi mình lên khiêng không nổi, nặng lắm quý vị. Bị cái quách đó bằng đá qua cương, cái quách không là nó nặng nè, rồi thêm đầy xương nữa, rồi xương người thì nó nặng lắm. Còn phía bên kia nữa, phía bên kia ít hơn bên đây, vì bên đây nó đùa bên đây nhiều. Trắng trơn quá vậy rồi. Sao người ta bỏ nhưng mà người ta không xót ha, ngộ rồi. Cũng ông bà cha mẹ. Mình thấy bỏ gì mình thấy tội nghiệp cho cái người mất.
Đó, còn mấy cái nát nát không có gì. Cái sọ vậy nè, miễn sọ bự dưới lên nhóc luôn, vì người ta đùa cho xuống nó lép lắp lại. Năm trò này không biết bao nhiêu cái hài cốt ở dưới luôn. Cái gì mà làm đùng đùng ở trên đó không? Cái gì mà làm đùng đùng hết rồi ha, 2 tiếng luôn. Ta làm phim đây quý vị. Nhiều này nè quý vị. Nó bấy nhiều luôn. Rồi còn phim đó nữa kìa quý vị. Đây cái quách này. Lúc trước mình lâm nguyên cái sò đầu vậy nè quý vị. Dày hơi ghê luôn á. Nguyên cái miếng sò luôn. Có rất nhiều luôn. Nửa quách à. Mình lâm thêm phía bên đây nữa quý vị. Ở chỗ này leo lên leo xuống quá cao luôn. Đi đường này đi xuống. Nói gì? Có mà ít hơn bên kia. Chỗ này mình lụm cũng 3 lần rồi đó. 3 lần mà nửa quách rồi đó. Lần này là lần thứ 3 nè quý vị. Có chùa Văn Râu rồi nhiều nhất. Mình lụm mới có 2 lần là đầy quách luôn. Chùa Thiết thì ít. Chùa Rô cũng nhiều nữa. Chỗ nào thiêu nhiều là lụm mau đầy đó. Thấy bỏ tội nghiệp mình lụm chứ không có gì. Hết rồi quý vị. Cao quá ghê luôn, đứng ngàn gì ngàn dài luôn. Đi trước ra dòng ra đó cái đầu mình đi lên. Ở chỗ này ít, có chỗ lụm bên này nhiều.
Ôi trong này quá rồi. Vô trong lò thiêu lùm luôn. Không có nữa. Này mình vô phía trong lò quý vị. Nhóc luôn nè. Này chính giữa lò luôn à. Nhóc luôn. Ngón tay ngón giò đâm hết. Ông quỷ xương tay. Vô trong lò này nè mới lượm mới sạch hết. Ở ngoài lượm không hết. Ta chạy xe qua là người ta dòm. Người ta nói thằng khùng nào vô chung vô lò. Quý vị vô lò lượm được nhiêu nữa nè. Ghê nhiều luôn. Còn đây nữa nè. Có cái thúng mà nãy không thấy, không để ý. Hết rồi quý vị. Sạch sẽ trong lò luôn rồi. Sạch sẽ. Cái lò này còn dễ chung ra chung vô lụm á. Bị mấy cây ngang ở trên nè à, bị mất rồi. Nó có nguyên cái dĩ sắt ngang vậy nè quý vị. Bị người ta ăn cắp bán phế liệu rồi. Cho nên chung ra chung vô dễ lụm. Còn mấy cái lò khác còn á, mà chung mất khơm lòn xuống dưới mới lụm được. Có lò nó bị chậm thiêu riết mà nó hư cháy sụp hết. Có cái lò chùa Cốc Ren trên lụm không được. Kính mít hết trơn. Có hai cái lỗ nhỏ hai bên lụm xương cái gọt. Cái dĩ này cũng hư hết luôn quý vị. Hư trơn. Sụp hết rồi. Bây giờ mình đậy nắp này. Mình thắp nhang.
thắp mấy cái nhang, lấy cái chung đèn cầy làm cái lư hương, hai ốc nhang mình để trên đó luôn quý vị. Ở dưới này thì rừng không, bên đây cũng rừng không, ở ngoài đó thì cái đường đi vô chùa Thập Hạ quý vị. Tới cái dĩ sắt ở trong cái lò thiêu mà cũng bị mất, bị ăn cắp bó tay luôn. Bên này những cái dải dưới cái dải trắng trắng, dải đám tang. Hết rồi. Lượm cái sạch sẽ luôn. Hai cái máng luôn. Đầy luôn. Rồi mình xin kết thúc video tại đây. Nếu quý vị xem hay, like, chia sẻ, đăng ký ủng hộ giúp kênh mình nha. Mình chân thành cảm ơn nhiều quý vị. Ý, quý vị thấy ở trên cái tường có hình người ta kìa. Nè. Hai cái giò này quý vị. Cái đầu ở trên đó, đó, cái đầu đó, cái mặt hướng về đây. Còn cứ ngoằn giống ruột như lội lòng thòng nha. Có hình à. hình tự nhiên chứ không phải người ta vẽ đâu quý vị. Ơ tự nhiên lộ ra gì đó. Ngộ ha. Mình quay nãy giờ mới thấy luôn. Ở trên này là cái đầu nè quý vị. Này hai cái giò nè. Cũng như đang bước đi. Cũng như cái lò thiêu chùa Cốc Reng có nguyên cái hình người ông lão ở trên vách tường. Đây cũng có cái hình mặt người nữa nè. Lỗ tai. Cái mình ở dưới nè quý vị, cần cổ nó hơi dài. Ở trên đó còn cái đầu nữa nè. Ghê ha. Ở trên cái tường này không có. Cái vườn mà vườn cây của sư trẻ về dời qua bên nhà mới bên cái gì quá nặng. Nhà Phật tử đông lại tí. Đây là cái hàng của sư cả hòa thượng chùa Tà Bà như làm sẵn để đây quý vị. Nhà này cũng như nhà mồ quá tiền mà không làm quá nặng. Quá vậy. Đây cái hàng của sư cả. Sau này ông có duyên tịch thì liệm vô trong này để đây luôn quý vị, không có thiêu.
Rồi trong vòng thời gian 5 năm, 7 năm gì đó mới lấy ra thiêu. Cái hàng rất đẹp. Chùa nào có tiền thì người ta làm sẵn trước vậy nè quý vị. Chùa nào không có tiền thì không có làm. Đây là chỗ cái nhà mồ của Hòa Thượng Chùa Tà Bạ. Làm ổng đúc sẵn vậy nè quý vị. Hôm nay đi nhặt xương rồi thì vô đây quay cho quý vị xem luôn. Giấy khen nhóc hết luôn, giấy khen của Hòa Thượng. Đẹp quá đẹp, tượng Phật quá đẹp. Đây mình đứng bên chỗ cái nhà mồ của Hòa Thượng, mình nhìn qua chánh điện quý vị. Chánh điện trên núi. Đây nhà mồ. Còn bên đây là thờ tượng Phật Thích Ca. Ở trên này là cầu quý vị chứ không phải đất liền. Đấy, trên triền núi đó. Sư cả ông xây là tự ông thiết kế ông làm luôn. Ở đây có thờ tượng Phật lớn mà, mấy thước luôn. Voi. Mặt đất đâu mấy chục thước ở dưới quý vị. Cao dữ lắm luôn. Mưa rồi. Quá trời mưa luôn nè quý vị. Đèn kính hết luôn. Ở đây có cái phòng. Chào quý cô chú và anh chị, hôm nay mình đang có mặt tại chùa Nam Mê Lơ, tại lò thiêu chùa Nam Mê Lơ quý vị. Chùa Nam Quy Trên đó. Thường nó gọi là chùa Nam Quy Trên. Ngoài kia thì chùa Nam Quy giữa, rồi tới ngoài lộ ngoài thì chùa Nam Quy dưới. Ở đây là chùa Nam Quy trên, còn có tên là Nam Bi Lơ. Thì hôm nay mình đến đây để xem có xương không, đặng người ta bỏ sót lại trong lò thiêu quá quý vị. Rồi mình nhặt mình để vô cái quách nè. Rồi mình cũng có mua cái quách để tại lò luôn nè quý vị. Thì cái lò này mình có lượm, lúc trước mình lượm rất nhiều luôn. Cũng gần đầy rồi quý vị. Này, cái lò thiêu bên đó là lò thiêu của ngày xưa, của chùa ngày xưa á, bị hư rồi. Lò này là xây cũng cái chục năm nay quý vị, xây mới cũng cái chục năm. Này, cái cửa này mình mới mở ra nè, mình thấy có xương ở trong đó. Cửa này mình chưa có mở. Mở cửa. Mà thường thường
thường thường là lò thiêu là có cái dĩ sắt ở trên này nè quý vị, mà bên chùa Tà Bạ bị người ta ăn cắp bán phế liệu rồi xương nhóc ở trên người quý vị. Xương bự. Dế này mình nhặt để này cũng ít chứ không có nhiều, ít xíu à, bị cháy hết rồi quý vị. Nó đốt đủ củi là nó cháy hết trơn à, còn thiếu củi thì còn nhiều. Rồi xung quanh đa trên này là núi Nam Quy nè quý vị, chánh điện chùa đó đó. Đây là chùa Nam Lơ, Nam Quy trên đó. Chúc mình lấy cái dĩa ở đây nhang đầy đủ. Chúc mình lấy cái dĩa này mình đựng xương, nhặt những xương trong đó mình đựng rồi mình để vô cái quách đó cái gì. Lò thiêu nè, ở đây mũi quá mũi, bình thường ta đốt rửa tro ở đây nữa cái gì, cũng có xương mà ít. Sáng giờ trời mưa. Hồi trước cái nhà bên đó là để hòm đó quý vị, hòm mình ta thấy á, bây giờ nó hư á là nó không có để đó nữa. Mình tình cờ mình tới đây mình gặp cái bức tượng này ngộ luôn quý vị, tượng Phật mà sao mà hai cánh tay chấp ở sao, hai cánh tay thả càng sao, còn bằng giò thì không thấy bằng giò, còn ở trên đầu thì có con chim bồ câu đậu trên đầu nè quý vị, hai cánh chim bị gãy rồi. Bằng đá quý vị, nặng dữ lắm. Lần đầu tiên mình thấy được cái tượng Phật này luôn quý vị. Tượng này tượng ông gì không biết nữa, hai lỗ tai dài vậy, bụng bự, mà hai cái bàn giò thì không thấy, chắp vô luôn. Lần đầu tiên thấy bức tượng này luôn quý vị. Quý vị có biết bức tượng này của ai, là người nào không? Quý vị nói bình luận ở dưới quý vị. Hai cái tay thả thòng ở sao nè, phía trên đầu có con chim bồ câu. Bức tượng này cũng như bức tượng tượng trưng cho sự hòa bình thịnh vượng nè quý vị, chắc màu trắng này lâu ngày nó bị đóng rong hay gì nè. Ngộ quá, hồi trước mình vô đây không có bức tượng này quý vị, cái này ai mới đem lại á, rồi để ngoài này luôn nè, để ngoài lò thiêu luôn quý vị. Hai cái giò xếp bằng lại mà không có thấy hai bàn giò. Rồi mình đi vô lượm xương cái gì. Cái lúc trước cái này kéo ra kéo vô được, bây giờ kéo hết được. Bị hư, hư bánh xe luôn. Xương nè quý vị, ít quý vị ơi, có mấy cục. Bị cháy hết à, bị nó chụm củi đủ quá, đủ củi là cháy hết à.
ít xíu thôi. Có nhiều người ta thiêu vì thiếu củi á, cái nó còn nhiều. Lúc trước kéo này ra nổi, giờ kéo hết nổi. Có nhiều đây quý vị, mấy cái xương này xương to, xương chỗ xương mông, xương chậu. Rồi sớm lượm lên chùa Nam Bây Giờ, bây giờ chùa Tà Phạ. Bây giờ qua chùa Nam Bây Giờ thì có nhiêu mình lượm nhiêu quý vị. Vét vô để tội nghiệp mình đang. Áo cái này nó nát hết rồi. Ít xíu cái gì. Có chùa thì người ta thiêu thiếu củi là còn nhiều dữ lắm. Có chùa thì người ta đủ củi, đủ củi nghĩa là nó cháy hết rồi. Mình đóng cửa ha. Đóng cái mít lại luôn. Tới đây gặp thấy bức tượng này là lạ quá, không thấy hai cánh tay mà không thấy hai bàn giò luôn. Em quay lại cho quý vị xem có ai biết bức tượng này là bức tượng gì không, bằng đá quý vị, đá mà đều giống đá tráng men á, chứ không phải là đá như đá tráng men nữa. Chim bồ câu. Rồi mình xin kết thúc video tại đây. Nếu quý vị xem hay hay like, chia sẻ, đăng ký ủng hộ giúp kênh mình nha. Mình chân thành cảm ơn nhiều quý vị. Ở núi Nam Quy từ cái đường chỗ này đi lên núi không có được, nó đứng dữ lắm. Trời đang mưa, mưa lâm râm.